Nam mô ri kariya namaskar atho cho miền ratana daya sa dol pe ratana trai ahang ritul mangkum nam mi som lok kambong anjali namaskar sirasa doy sirasa kutbong som krab namaskar nang samdai no sukdai rop an dol prathera thera krup prang namaskar bang kru bạn bè nhân nhôm Phật Bồ Tát xa cho tham ấy mà đồng tiết cho và càng càng bị thiệp sắp xài để bật thua là cái đồng rượt trái thầy ní thầy chăn và mùi cát khai ở xa chứ nằm khá chất thoa xa Phật Sạc Rai Pi Phoan Phạm Rồi hốc sắp rồi mùi thầy 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 ព្រះយុយកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះដែរយើងយកពុទ្ធបរិស័ទនៅបាសស្ដាប់នៅបទធម៌ជាបន្តហើយនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺប្ររពនៅដំណើរនៃសាច់រឿងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅពគាថានិងថាយថាសង្ការៈ ធានាស្មឹងជាដើមនឹងដោយតែព្រះអង្គគ្រូបានប្ររពបានរតនីសំដែងទាំងបាលីនិងសេចក្តីប្រែសម្រាយហើយនៅក្នុងពគាថានោះព្រះអង្គប្ររពនៅសាវៈរបស់និគ្រុនដេរថៃមួយដែលឈ្មោះថាកៈរហៈតិន កៈរហៈតិននឹងគឺជាសាវករបស់និគ្រុនដេរថៃហើយរឿងនឹងគឺមានតំណាលមកថាសម័យមួយនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តជេតពនជារាមរបស់អនាថាបណ្ឌិកសទ្ធិដែលសទ្ធិនឹងសាងថ្វាយនៅព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តនឹងក្នុងក្រុងសាវត្ថី ក្នុងសម័យនោះឯងដែលមានមិត្តសម្លាញ់ពីរនាក់ជាមិត្តសម្លាញ់នៅគ្នានឹងគឺរាប់អានគ្នាតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកសម្លាញ់ម្នាក់នោះឈ្មោះថាសរិគុត ពុទ្ធសាសនាជាឧបាសកហើយចំណែកកៈរហៈតិននឹងគឺជាសាវករបស់និគ្រុនកាន់សាសនាពីរផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយសរិគុតនឹងគឺជាឧបាសកទេគាត់ជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រាបធម៌ជ្រះថ្លាគាត់ធ្វើបុណ្យពុទានប៉ុន្តែមិនទាន់បានជាព្រះអរិយបុគ្គលទេប៉ុន្តែគាត់ជឿនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹង ปันนสไรกุตนั้นគឺជឿដែរជឿពួកនិគ្រុនដេរថៃនោះថានិគ្រុនដេរថៃនឹងគឺជាអ្នកដែលមានញាណដឹងអតីតដឹងអនាគតដឹងលោកនេះលោកខាងនោះដឹងសពគ្រប់កៈរហៈតិននឹងគេគាត់យល់ថានឹងលោកម្ចាស់របស់គាត់ដែលជានិគ្រុននឹងគឺដឹងមានញាណនឹងអីចឹង ថ្ងៃមួយគាត់មកបបួលសរិគុតនឹងថានៅសម្លាញ់មានប្រយោជន៍អីទៅដែលទៅរាប់អានព្រះសមណៈគោដំប្រគេនទានប្រគេនចង្ហាន់អីនោះដល់សមណៈនឹងគាត់ទៅនិយាយចឹងហើយដែលគាត់ទៅនិយាយចឹងបានហ្នឹងដោយសារថាពួកនិគ្រុននឹងចាក់ចុចកៈរហៈតិននឹងថា ឲ្យកៈរហៈតិននឹងទៅបបួលសរិគុតមកហ្នឹងទៅចាក់ចុចថាកុំទៅធ្វើបុណ្យឲ្យជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដំសាវកនោះមកធ្វើបុណ្យមួយយើងណាយើងនឹងដឹងញៀនមានញៀនដឹងអនាគតដឹងបច្ចុប្បន្នដឹងលោកនេះលោកអានីដល់ពេលពួកនិគ្រុនដេរថៃចាក់ចុចយូរៗទៅកៈរហៈតិននឹងទៅនិយាយជាមួយនឹងសម្លាញ់ចឹង មិនដបងអត់និយាយទេពីដើមមកនឹងគឺថាកាន់សាសនាផ្សេងគ្នាបន្តពេលពួកនិគ្រុននឹងនិយាយញឹកញាប់ទៅគាត់ក៏
thuộc chất từ buồn mật phẹn nói bàn mọi tổng phí nè phơ chia xa vẹn ở bọn này cồn nóng bởi kênh tiên đã chừng hành ấy đã xong phải ra bỏ ra phụ với nước trao đó quạt chẳng tớ bây giờ quạt bây giờ bộ này cồn đây thấy nè chẳng sở dĩ cốt nâng nó phê là mất phẹn nó bởi buồn mà đoan hay còn nó nghiêm bị đoan còn nó nghiêm nâng là vô vô tư xùa huỳnh xùa thà lúc mà cha hát bỏ xùm lại nhưng bà dương tôi thoai tiền hết ban bà giói ấy lúc nó miễn quân vì xe quân xùm bạc dạng nè đè kẻ hạ tân nâng kỳ riêng rõ bị quân nâng tràn tạp tao xùm lại nha bà dây bà rừng quân bà lúc mà cha dơ nâng thoai tràn nè nâng lúc mà cha bà dơ nâng đăng tầng ơ hả quay đây mà đăng nó cũng ọt miễn nè lúc chết nè, lúc đăng nè, miễn rứt, miễn nằm nái cháy, nè đã thuộc bốn nước bán chỉ biến cho lo được càng thàn xù thiệt chẳng sở rây cốt nâng gọt đập đôi xa tha bị môn mò mình là dây chẳng tớ dây anh dây tớ bà nâng ngày nâng chạp làm xù thả bỏ đăng mến à lâu chết á ai nhầm chơi nicron tầng o nâng mà bỏ được bộ nợ kia than bọc nhóm đấy chẳng pro mà sốc chất pro mà đọc bê kê hạ tân nâng đăng tha sở rây cốt nâng vô pro mà hỏi bàn thua đùm nào rồi lè ăn tư căn à sròm rồi bò nicron nâng đôi dựng đầy sở bài chất á tha sở rây cốt pro mà thua hà bỏ được bộ xong rạp nicron nâng à đó bê giật đó nâng prap đó là nị cồn tân lại nâng cồn tân lại số bài lưu tha giờ đây cột nâng tiếp cho mà hà bỏ được phục nâng thay sai nâng cứ tha số bài đó nè giờ đây cột nâng cứ cột thế nè tiếp cho những hàn bậc kiến sai nâng rồi cả hạ tân nâng cột thế nè tập prap nâng chẳng kể ra hạ tân nâng riêng rộp tư nữ cồn nâng sụp bài chẳng tư hãy bàn tà lọp một tiếng vậy hay nâng nông thay nô anh sở rây cốt nâng bàn riêng chòm thơ xa lạ bòn tha bảo sân chìa nữ cồn nâng chìa nạ chế đăng miền nhiên đăng ọt khoai đăng sọc chân lọ tương ọt nâng à là dường xa là bỏ quát bằng chia ôi bò đủ hoa nếp tẻ quát quát miền tẻ xâm lãnh đồng ký xuất ra nẹ miền trọng đấy bằng chia bò đủ hoa nâng chị đào mưa đồ thổng chị đào hói xa rây cột nâng bằng chia ôi đạ dù ở đây nè phụa chứ lia dù mưa đừng liền mộ chả tôi khăn ông rừng đào nâng ấy vô chưa mà đạp cái khăn lừa quả cái tê quả à sao nãy mơ với chim ngái sạt bật rung đào đường tới mơ tới khơi sạt rồi đây cột bị lầm láng cái đào màu ấy cả đại hạ tân nó lầm láng đào màu xua rồi đây cột nó thành ra sầm lại nha ấy điệp chom cả lại sầm ráp luôn mà cha dương hay nơi thả điệp chom ấy rồi đây cột nó cất tha nó phê đây là thầy nó bơ đầm nào mà hỏi nó cho nó lơ asana nó quạt nó bằng chia nè bầm ráo nó tiền xài tới cứ tha chờ nó nguyên cả lạp đã bơ cả lạp nó bộ đi cồn nó thẹt cho nó không đào đúng không đầm qua cho đầm đồn cho nó cho nó không đào liền mộ nữa là sao quạt cật chăng panda kẻ hạ tần màu nó khơi cái đẹp chóm sạch mềm tại sao giờ đây cột nó còn riêng chom với còn crom mình còn đa mình ấy vẫn còn bảo xài bảo ấy nó dùng làm tròn làm bây giờ mở khơi nó cứ lò cho ăn tới nó toàn cả lạp để rồi làm nào mình toàn tiền xài nè hay là bây chăng nó kể là hạ tần nó khơi nhau làm lại ấy riêng chom mà sạch mấy nè thằng thầy đồ sạch sẽ mà tới nó rồi cột nó đồ sạch sẽ mà tới kẻ ra hạ tình nâng rèo lèng tự can sròm bò nì cồn về tờ đó nì cồn người riêng chom ấy xuống bố lại nâng
bắt sầm an riêng cài đang sôi bùn hói thưa đầm nào mà chịu mùi kia thưa đầm nào mặt đó sợi cốt ông pram thà này lộ một chả được cốt vai bằng cung đã vai bằng cung có ông đó ông pram hay các bạn pram đi cồn ông thà lộ một chả đầm niêm nó bọc nhóm về chơi à cứ sầm rạp phi như để chồ mà đó thì hắn cứ thà chồ đó đó à sanh đã riệp cùi nâng để cái riệp chòm hỏi nâng cứ toàn cùi vậy nên ở chỗ sẵn này có cất thà chỗ ở pro thì hỏi nâng có tin bên chia ở bờ đồi vá nâng tin sai mình đã muốn một cá ở cặp một con ở kia là mò pro kia nâng ở cất chăng nên là đợi bây chăng tư cái con thà à bờ thà chia tầm niêm tầm loa bao luôn thua tam nâng tư dương từ chỗ gì chua dân toàn côi là prom cái hỏi chậm côi của bạn này này còn là cái gì trắng của bạn cho tao làm đáp làm đòi mùi pi bảy buồn hốt đòi chán này còn là làm mùi rồi nè thì đào nó thấm còn chị nhưng mà là món cho họ tặng họ nó bên là từ chỗ hỏi quan bên chia rồi như vậy thì kẻ đã hạ tân nâng nó bê đại lộ mà đo tè hắn nâng hói thì cửa nâng mà đo tè hắn hói quạt mà đo lọc tè huynh mình bàn nâu tè bùa ra quạt mình phía rẻ ếp xê chẳng nó bê chẳng nó bê đại cửa nâng được cho xô bùa hói quạt mình chia ai bùa nẹ bàm ra bà quạt nó tiên xài nâng tư vừa cặp anh cặp anh em cái đà nó tới bên là sàn nã nó ọt lẹ cho thì tiền xài là nó cứ bị ọt bả lạ xài ọt bả lạ sàn nã ọt bả lạ cái tiền là cả đấy bộ cứ thừa cái tiền nó cứ cái nã đặt tiền mà hỏi cái tiền nó vẫn đặt lần lứa màu tạm xài mờm khơi xài nó mờm khơi nhưng mà nó đặt cái tiền cho cho anh mờm khơi như do xài do sàn nã nó lần lứa thằng ót ai cái đa nó ngồi tơi dịp cặp nó bộ nicron đại cho nó không biết sao mới thề lại được cầm rồi nuôi bà hậu nó thôi tơi dịp bà hậu nó thề lại cho nó không đào nó không hơi nó bây giờ thề lại cho tơi hơi nó mình bèn thò mà đà sợi dây cốt nó mình chia ai bộ bò để qua mình chia ai bộ nẹp bầm rào nó vô đồng quạt quay thiệt nẹp na lang mà lỡ quay quay bộ nicron nó hay thề cho nó thề cho nó không phụ liền mộ thiết soi rồi soi thả bàn hộp bài mà nó thề cho đối với anh ấy cứ vô chịu cái cho nó không này rồi đào liền mộ nó lòng mộ bờ lóc bờ lại hay bờ để và bờ sau đây cột nó nơi chung vui những vải miền phật nó miền bông và vải bột miền lào cái nào rồi tìm phật nó ta thợ bà phật năng mộ mà à lâu nét ông này chụp lên vay ở làng mà rồi về làng mỏ nẹt na mỏ tìm vay thèm thiệt bộ đi corona bộ than là nâng lươn nó ruột bán ruồi luôn đờ nâng ruột bờ lỗ bờ la chen bị tè hàn ông tử ban nom khnề bộ đi corona thua nào được căn bị tè hàn bằng kẹt ở hạ tần đọp bờ tơ bờ lỗ bờ la cho kẹt ở hạ tần chen bị tè mồ lỗ la cho lao bởi xa khuyên bộ này cửa nóng bổ lộp bổ lạc xuất bộ rồi ấy mà nóng cho láo xuất bộ lộp chá cao đấy bạp thân nè mất tâm lai như bộ này ấy nóng thừa dương quá kê nè về tình nha thạch ban hôm phụ chuôn ở bảo xa và nắp đáy miên ấy còn đang quên toàn ban đó tê bóng thật lạ cho nó có nóng ảnh nè còn đau nó ở lâu này ấy thì tôi không trâu được nữa kể ra hạ tuần nông tôi lọp được tiền mò mọn đó tiền bao giờ đấy cột nông tha cho thân ấy mới vừa chân tôi bám luôn chả bao giờ mới tha vừa kia chẳng hạn này mới có thể bám lố quay lố phong tầm lẹ lố cho nó không phụ phong thôi mới chẳng giờ đấy cột nó các bạn để vậy thân này tầm lành cho kênh tầm lành anh này nó không khéo mà tha lố mà chả tầm on không xuất tầm lẹ miên nhiên đấy giờ này đang ở tây tạ na cốt nơi rương bao năng đang phong ta đăng nhiên thấy bậc khiêm thôi chẳng còn là xạ bong luộc ta hay luộc đăng phong nó lẹ cho nó nắng xóm á miền đây miền nhiên thấy chẳng không ồ cả là hạ tuần nó mà mộc bài
khăng á khăng sợi cốt nó bám nó thưa bám luôn mà cha rồi còn dây chân nó bị to đây rồi sao thà práp kê thà mình nhiên mình ấy đằng ở dưng ấy đó về ở đằng lại chỗ là này không đau nó không mắc kê đó bắt đằng khăng là mọt tôi lọp mà quỳnh rồi sao quạt nó chỉ nhẹ được nó sao mới vừa chia đã nó chỗ được can vẹn việc rồi práp luộc thà bắp bắp vào ông đó chấm rau xôm vào ông đã toàn là cam oi sợi cốt nó bong lôi mà quan cả bên nào rồi sao thưa ba bộ chèo hay bộ này còn đã chơi lồng chả bọc nhom bọng bồi chía hào sợi cốt tơ mền ba rồi sen thì có sò về là từ đó vài cùng bồi chía hay bồi chía thả dương nâng bình đây này anh hỏi bong buồn hỏi bong prạ nâng chúng nó nạp quan gặp anh ạ, sợi cốt nó mang xuôi ta bóng trung chiệp, rương từng ao nâng hói, rước trung chiệp rương từng ao nâng hói, hay bạn đã toàn là cam lược nhom bóng, rước bóng toàn chiệp thì, bề chia thà, mưa là như vậy mới cho rương nó bây giờ mới bề chia, sợi cốt nó gặp bạn grab tool, đó bề chia là bật bóng rồi chấm ran, tầm lạnh bọc nhom cái là hạ tân nâng chơi tầm ao. Mà ngay hay mà ngay tiết bóng Pháp tha luộc mà cha nó cứ tha miên nhiên chết đăng ở nà cốt ấy cứ ở quay đâm đăng cứ mình miên chết nè Pháp khi ông bà nà khi ông bóng chẳng rõ đặt ngay đó khi ông bóng rồi thuốc xạ là bóng mới chị đảo đạ liền bộ đạ phụ ơn đó bà tha luộc đăng mới luôn mình tự chuẩn này bắt nó miên nà bóng rồi nè miên đã đăng rồi ấy thật lẽ cho nó ông bóng quay thèm đến nâng hay bà ông mong bên đây khi ông bà ông mấy kênh bà ông nẹ chà thật là nâng bà xa mạng xa mạng đá nếu khi ông bà ông hả lẽ bà ông trong bên đây khi ông bà ông có bên đây đó khi ông bà nà áo ấy tù bằng cung nà thoái nơ hạ bà nạ nó đòi bà đưa chưa sẽ đạp ở rương tầm nà mô đam tôn mô chân nó ô sở đây cột thuế nó bây xa là bong xa với bà kẹ là hạ tân đó nè đó bởi chẳng bàn bọn bài và phẹt được xua kẻ hạt tình ở rương nước bình chẳng mên ấy tôi cũng cùng chẳng mên bọn bọn chẳng ở rương bọn lôi nâng mên sợi cốt nhạc bọn đây này ai nhạc bọn bởi vì chiếc đã toàn cam kẻ hạt tình nâng ói bọn mà bọn gặp bọn ạ tiệt lôi mà bọn gặp bọn ạ tiệt rạp phải bằng cùng liêu bởi chiếc màu bì nhạc lên sợi cốt nhạc mục hòm mà sợi kẻ hạt tình mà khai cả là đại số đây kia đấy. Đó về cái lòng tâm mà khai cả là nó kẻ ra hạ tấn cái nực khơi tại nên thưa bạp sao mà lại cố đòn với cái từ thưa sanh sanh từ về chỉ môi sợi cột nên sầm lái nhá. À lần nó đôi chiêm sâu sanh sanh kia rồi đại lưu về ấy chỉ môi ai so vậy nên vậy chẳng. Sợi cột thân này khi ông mình men mình về tê bàn này ai mình về chỉ môi khi ông để tao. Thế là thả lời chứ. Ở rương căn tạp sân à, ở rương ấy nó cứ tha thò mặt đá nhiệt rương có bom ôn rồi ách miên chôm chôm anh tìm tôi bằng là thả lời dương lo rộp an cái này môn mau dương nào cứ thả dương ở việc khô khô cho ở rương nông bằng là rương mật tập hiếp dương mình cù ở việc lọ có đây. Nè kẻ hạ tấn anh cái tờ luồng lồm rồi đầy cột anh chẳng anh cái bà lọc bách đó về chẳng tớ rồi thà tăng bị thay đồng máu cứ rệp rọp rọp rọc nếu vinh thọ mặt đà bùm nón bao cả hạ tấn nó kìm hiểm xì tàu máu rọp ăn thì đôi bì mụn đó về ngày mới nó rồi cốt nó cười nó sầm lạnh nó rọp ăn dương thọ mặt nào được mụn nói quát trong bộ buộc nạn năng vinh chẳng bùa thế này cả hạ tấn mấy cổ mân bà kia những hắn đó và sầm sầm phút khá thôi vậy rõ rõ mát miền đá hay từ kênh đó là bộ này cồn nó ngồi bàn bà giói em kẻ hạ tân nên cái thơ là bạch kể thà cái thơ là bạch nó phê là sợi cốt xua chẳng tớ kẻ hạ tân nên cái giói đáy ếch quả tịch cái thơ là mùa hả chứ ếch quả chẳng tớ hay rương nó ngồi hạ bởi đôi chì thà sợi cốt nó chạy cho mà tầm bà ơn nó tầm bà chư khôi chật đây là sợi cột thừa ba luồng chả bỏ quạt nữa nè
đã về tam phật tư kẻ đã hạ tân nâng rong chạm bịa đã rồi cốt này dây nâng trong rong chạm bịa thảo cả bộ buôn cả na cứ nâng à cứ rong chạm mà cả bộ buôn nữa đã về chăng kẻ hạ tân kiểu xua thà nẹp bà tầm lại anh dây chăng cứ thà trong chọn đang đai thà tầm mà nã bao nãy anh nâng mạch đai mười dây với con mười xem rồi cốt nâng gọt ba riệp rong tham phải sống mau xong bút bóng nguyên nhiên bóng dù đạch như tê bóng đá bóng đăng thông ơ mình khoa hay tê mình dù lo xa quẹ nó có sốt được bóng sao mình đáy chá mình áo nó phiếp mân mên chìa bóng cua thầm đá đôi à cha bóng này ấy kẻ ra tân cái kết nông chật ra vừa mình đá vừa mình đá miên nó bị xe ơ cha nó đó nạ nó mình đá thông nhưng cha bao dương cái kết thả lá bóng xâm lãnh ấy môn ai bùa bản năng hơi kia mình đại chết đấy, à lăng chết đó, lại anh tôi là môn prea mà giải chán nó tiếc nhom, sau đây cốt nó ngỏ nức mình đang bị chết, lại như thế bản năng còn sầm lại cất chăng còn cất tham chết, nhom ói mà tham sầm lại anh cất chăng ở đó nhom sục chết tôi là môn prasama samput, ói bản năng đó tham sầm lại anh được cả được chọn những hạt nó giải đang ở prea môn máu nhom bạn muốn mau rồi mình mau kiếm đắng cái phần là kiếm tiền để mua cả hạ tuần từ lo từ tiền huỳnh khăng à, làm bồi hòa không tiền nó là được cặp đam của nhung, làm của nhung đam chưa thông thông nó mau đã học xong ở tây chuyên đạo thông à, đôi ta sợi cột chi nhá, chuyên đạo thông nó vô chưa nó đột đốt ở phơi khai tôi là ngơ phơi nó mài giúp đốt phơi ngơ phơi người trên nè tất cả ta chờ chói cái tiếng đốt phơi người chọn cái nơi bây giờ ngay cái sáng say đập hai cho cái thơm hồ và kiện bia hai mà thôi cái em khơi một bóng tia có được thông thì cái đăng thần nè nó cứ như mấy cha được thế quan đã tha này muốn bia máu nó cứ đăng đã tha bạn qua thôi những hàn một kiện lỗi mới coi như đốt phơi chọn đó bê đốt tới tới là ngược phương ở hơi nó vừa lên miền trái nó quạt chọc đau rượp chọc đạn nó cọm lắm vô à xa nạ vô cái tiêu mà kia bê lửa nó quạt cất thả bê là bê xa nạ cô đo mặt đo bê xa bê nó lẹ cho tới nó chơi ở mình à đó bê chân tư xa rây cốt nâng ban thua đồng nào tự quạt chê tập bốn gram tu bên là miền ở phía đầu bất bảo đây chim ran sầm lạnh bảo tu bằng cốt mồ cội chim mồ kẹt hạ tân nắng quạt mình đang tham miền ở phía bất rồi mình bật để tu bằng cung mình đang để bàn đặt còn là thạc quạt để muôn bảo ông riêng để chăn sải nè anh che bị thay một nắng tu bằng cung thơ bà bộ lịch cồn nắng đại chia sa đại chia sa sa đa bảo kẹt hạ tân nắng gửi tu bằng cung nè tụm lẹ quạt cho nó không phụ lệ mộ nó từ hay tu công mà đăng thàn để môn bảo ông nó từ sòng sắc rồi dạng nào đấy bảo sân thì bảo ông chiếp thằng quan là môn sòng sắc cứ bảo ông bại diện từ để vận tai bảo ông truồng bây giờ là hay khởi thàn đấy nó cứ miền sơn thiên miền tên xong bảo ông để môn từ prà cạp tu bền bền phía chăng bền phía bảo ông có truồng bây giờ là mở thật táo kẻ là hạ tân nó miền sơn thiên đã được ở ông bị chân nà tới tha ăn miên phong ăn miên rồi thì để hay quạt cái phong được cặp đam chiu thông thông đốt phượng làm bài thuật bà tự thà cột vấn đề ông bị chân nà tiền thà cho bà xuân tiền thà cột từ ban phải giỏi chơi được không so mà cùng nâng ăn ông bị chân nà tới khơi tham miên phải giỏi ông tới nè nừng chân ông có tra thực căn rồi cốt năng tha tất tha cốt tu tu cách niệm môn ông có tu cách niệm môn năng tâm mười lời đối cốt song pram rồi ông rồi cốt năng sợ bài bảo sanh chi bảo samma samput bảo ông mình tu cứ mình đây tha ông chia bảo tha rồi cả hạ tân năng cứ quạt thua cọ ban đầu ông tu chẳng muốn rồi cốt còn chưa tha cả hạ tân năng cứ mình được thiệp bớt còn tự lọc mình pram tha sai cơ sa sa đa đại diện màu lại ai riệp chom mình hắn cái là hạ tân nó biểu riệp chom miền năng miền chục gran miền piên miền ấy đạ bò bò nó được hàng còi nó xề hay cái lại cuồng nó xề à sơn nã nó hàng còi miền piên miền chục năng ấy bật pin
lầm lắng sợi cột nó thôi nào tới khơi nhập pin điệp chom lại sạch cái ra hạt tinh nó prap thay điệp chom hỏi ban nó cào nó xuất được phơi nếu không khả năng nội anh bên bên phía của ông dương sợi dương mọi chuyện mới nó bị khổ song lắm mà đào tiền nâng cái ra hạt tinh nó gặp an grab tour bên bên phía grab thay một cung bên bên phía đòi gặp được ông prap nâng hay có grab tour bên bên phía đào bắt vào ông rồi chúng ta tụm niêm tụm lo bắt kia than tour cùng cung nó cứ than chỗ từ căn asana nó mà đong mùi đại quát cất tha ông na đã chôn tụm muốn thề từ con ông đào phượng nó bị cột đất tây nâng mình nâng ruột chọt bả ra hạt miên thơm nào từ này ta thề chôn nó phượng mùi nè quát cất chăng nơi con ông cana nó ấy cứ bên đường bên phía của bà ông đại dương tụm muốn nâng hay bà ông đại dương tụm muốn nâng sau đây kể ra hạ tân nâng noam phượng từ tụt đó là cái lan chết đó là đau nứng kẻ đã hạn tin nứng grab tu bằng phía đầu bóng đại dương châu được căn asana à, cho quạt cho nữa một đau nứng kẻ đã hạn tin nứng cái mình thề đấy mà bây giờ mà dám phun dương tới cứ cho ăn đau nứng thề à còn kẹt chẳng và nó không có nào phía đầu ấy bây giờ phía đầu bóng có đại dương tới còn là bóng lia bà bát, chiên bà bát, sẽ đám chanh bì mọt này rụt đá ơn ấn. Còn là bọn tùm lẹ bà bát tới cứ ca chụ đồ làng. Ca chụ bà cọt làng bà bàn nà bàn này. Còn là ca chụ nâng phô láng tù bà bát bà sơ mà xàm phút nâng. Hay lương từng ao để che nó càng cào nó luốt từng ao tôi chưa thấy che từng ao hay vợ ông có đại dương cho anh lơ cà chua cũng tốt rồi cốt qua nó khơi cà chua đạt mà tôi ba nó cũng có phù rôm phù bài nhỏ luôn nhỏ sạch mà hay vợ ông có đại dương tôi quăng lơ à sơn đạn nó tam thầm và đà lương rồi lên che luốt ở lì dương rồi lơ cà chua nó câu song từng lái khơi bờ sông mà làm phật lại bờ tháp cuồng ở chỗ mong mồi đó cướp từng óng cuồng lên nâng khmien ấy cả là chờ nâng có miền bạ tiệt cuồng nơi dạng nâng sau đây cốt ấy kẻ là hạ tân nom khnéo phầy kẻ là hạ tân nom phầy đập bẹp phầy những ruột từ can tè hạt bò sau đây cốt làm thật sầm lái nhá soi với dương hay chúng soi với mấy tới khi miền bang đẹp tròn chẳng hạn này nè, biển là đã chăn năng để miền nó cứ từ tê đó ở miền ấy đó là vuốt vó thôi mà chứ, rồi đây cột nó thay chốt trong khi nhà ấy đẹp tròn mà ta thả nung từ tê đấy ở miền ấy đấy, đúng không? Chẳng thôi mà kẻ hạ tân nông xu rồi cột này gì này ấy mới thôi chẳng muốn luộc mà hãy ở đẹp tròn chẳng hạn khi ông còn đang từ rồi đại nó chăng sợi cột nó còn chặt, còn bạp tha bằng chăng từ bạc mơ được không piên, bạc mơ được không chăng đây này tiêm mơ cây lô miên mà hộp ấy được không nữa, cái là hạ tân nó thôi tam ca này nó mà nó bỏ sợi cột nó mà bạc mơ, đâu mà bạc mơ nó ra từ miên mà bỏ miên chẳng hạn ấy cướp quan được ăn được không nữa, quạt cát bay tệ khang nữa, quạt bà điệp cho mấy ra từ miên nâng đời chân đức quát bằng riêng chom chẳng hạn tầng ổn nâng dùng bởi kênh bởi xâm mạo xâm phút vì khổ xong kia hát đôi dựng đầy cơ rục nâng quát cát bày tệ khăn là hay không xâm mạo cung nó ái miên mà nụ mò dự tròn mơ ba đề hà đói quát kết tha xâm rạp bộ cô chia vật thuật chuốn quát kết tha tiền này cứ chịp tiền này bộ mì cha đất thệ hình chân bởi xâm nạ cô đám bằng đòn ở dựng đầy biển nè quát mà cho mơ đời kết chân ai chậm nay bà rây bà cua kịch tha tê hà này cứ dịp tê hà này mới cha đặt thệ chân dân nâng mơ nâu put tê lì là bà rây mà sẵn put đã thua kà pro đò kẻ rạ tân nâng 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 không có nạp bên đô ai bà rây mà sẵn put bà ông có sẵn đại chan rùi rò hói bà ông có trả nâng bà ông có trả
đó nè từng pi nè bữa nè từng pi không có nè nó ấy bàn màu căn lại nâng bờ sông mà sắp bật bóng trong ra nó vật thoa và rụp nơ rương nâng thả bóng ra sắp đầy thả sát từng lai rồi mấy mặt đăng nơ côn nơi xa vẹ rồi bỏ ra thả cuột phong mặt đăng nơ côn nơi vật sát sạ và bà sư ma sàm phốt phong bùa mần miên chạc khổ cư bà nhà sát tình lai vì chạc là chạc khổ cư bà nhà chúng ta thay trên nhà để ngọt ngất sát tình lai đầy miên là bà nhà chúng ta thay trên nhà đầy miên chạc khổ lúc này hỏi bà ngô trông trà xung đầy thà dạ thá song ca là thiên là sâm ân ôi chí ta sâm ân bà hà mạ hà bà thề bà tu mang tát thật chia dê thạ sợ chạy còn thang mà nô ra mạng ê vắng sang ca rã phù tê sô ăn thật phù tê và thô chê nê ạ tê rô dê tê bà nhà yá sàm ma sàm phút thạ xa và cao vâng trang thầm đáy nên dựa đây thà bà tu mang ri cà chù sợ chạy quan thang đại miền khlân sát khlân cổ ôp chia dê thá có bầy cọt sang ca rã thiên nà smăng nực nông con nơi sầm ràm ôi chi ta smăng đại bộ cuốn bỏ chào hỏi mẹ hà bà thế lưu đồ thông tăng bạc tù mắng ri ca chuộc nô mẹ nô rà mắng rà mênh dì tì trẻ o nè chết dạ tha giang nà mình Samma Samput đà sa và cao ri sa vẹ rì bà sù ma Samput bộ thô chân nê ca ba và thô chuẩn sang ca ra phu tê sô đã priệp đôi chia sầm ràm cát làng hói ạ tệ vô rô dạ tệ rồi mê rung rương lơ và thôi chê nê và thôi chuôn tàng lái ăn đà phu tê ăn thẻ phù tê đài chì nẹ khoạ bà nhà yá đòi bà nhà ê vang đôi chân hồi ai nâng bè sâm ma sâm bột bóng trang sâm đài thà bà chúc đài mê khlân xa đài kát đài khăn ông sâm rám cầm nô sâm rám cầm nô sâm rám đài bà cua bà chào hỏi nâng nâng bài plơ nâng bà chúc nô cư chì tì trì ọ tụi bây giờ ca chú nó vừa cao nó khăn ông xâm rạm nó cứ chạy cho nó cứ phá lưu ở đâu các bạn thấy ca chú cứ chìa tì trì ọ nên bà cô đã bán khuyên ca chú nó ai chậm nay xa vẹn bà phá mà xâm phút đây tụi bây giờ thôi chuôn cả đâu rồi mấy rung rương kiêng của thôi chuôn đằng lại bà khoạc phần này bà phá vừa thôi chuôn nâng cứ miền bà nhà và tôi chôn là mình bài nhá cứ miên dựng đây rộng rướng và xa chiếc và tôi chôn đã mình miên bài nhà việc đôi chân là miên chạc khổ đã khỏa nâng miên đầy khỏa hay dựng đây bằng chọp này và thoa tê xa nâng xa rây cốt hay nâng kể là hạn tân bàn dòng ra chiếc sau ta bàn là một cuộc là bằng thoa nâng chọp ba nâng pi nè chạp bị thay đồng tới cứ chưa xa vẹn rồi và mà xảm bốn thuốc bốn đồ tiền nó chả chìm nay mình nụ chỉ trả ơn ban dùm lại nợ thù để một số đạp nâng ban bởi dầu thằng nông sạch này thả thả luộc xong đây thả cứ bầm bầy mơn buôn bọn bầm bầy mơn buôn bọn nè bạc sắp buôn bọn ban dùm lại thù thằng nông sạch này nâng prôm chìa môi nâng sạch đầy cốt nâng kê ra hạt tần chân rừng nâng cư bà sâm ma sâm phôn bà ông tư yên tư đậm bầy bào đó
cơ là hạt tân phong nói rồi đấy cột phò nâng cứ đòi hôm nay này này ăn ở phía quân ở với xe nâng nâng sợi đó vào sao là vào sao mà xong bột nâng